Xin chào mọi người nhé. Đây là vườn cát sâm của nhà mình nha mọi người này. Đấy, cát sâm thì là một trong những dược liệu rất là quý nha mọi người nhé. Thì ở một số video trước thì mình cũng đã quay cho mọi người cây giống rồi đấy. Thì hôm nay đây là cái vườn nhà mình trồng cây to này mọi người này. Đấy. Cái vườn này nhà mình trồng chủ yếu là để thu hoạch hạt để làm giống để cung cấp cho bà con, cung cấp cho mọi người nhá. Đây là những cái dây leo của cát sâm nhé. Thì mùa này nó đang rụng lá, bắt đầu nó đang ra mầm non rồi này. Đấy. Mọi người nhìn thấy lá nó như kiểu lá xấu. Đấy, dây leo nhé. Nhà mình phải làm dàn để cho nó leo lên nhé. Làm dàn leo như này thì nó phát triển được nhiều và nó cho ra nhiều quả, nhiều hạt nhé. Đấy, để thu hoạch nhé. Đây mọi người này. Đấy, mọi người có thể tham khảo cái mô hình trồng cát sâm này, mang lại kinh tế rất là tốt và ổn định nhé. Đấy, nếu mà mọi người mà đang có đất trống mà chưa biết trồng cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình nhé. Bên mình có cung cấp cái giống này nhé. Đấy, thì mọi người có thể trồng vào. Đấy, thu hoạch kinh tế cũng rất là ok đây mọi người ạ. Okay, còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.